xin chào các bạn chào các bạn đã có ai yêu chào các bạn đã yêu ai đó chào các bạn đã tạm ngừng yêu chào các bạn chuẩn bị sẽ yêu vào một ngày không xa lắm chào các bạn chưa muốn yêu ai đó chào ngày lễ tình yêu ngày 14 tháng 2 trước tiên để chứng minh mình thuộc thành phần trí thức có giấy chứng nhận có một đỏ thì nên tìm hiểu một chút về nguồn gốc của ngày này và những câu chuyện xoay quanh ngày này ha chắc hẳn bạn sẽ không biết chính xác đâu là nguồn gốc và thực sự ngày lễ valentine bắt nguồn từ châu lục nào có một giả thuyết được nhiều người chấp nhận đó là ngày lễ valentine xuất hiện dưới thời la mã cổ đại vào thế kỷ thứ ba dưới thời hoàng đế la mã claudius ii Đế quốc La Mã phải tham gia nhiều cuộc chiến tranh nhưng không được dân ủng hộ. Do gặp phải khó khăn khi kêu gọi các chàng trai trẻ gia nhập vào quân đội, hoàng đế cho rằng nguyên nhân chính là đàn ông La Mã không muốn rời xa gia đình hay người yêu của họ. Do đó, hoàng đế ra lệnh cấm tổ chức các đám cưới hoặc lễ đính hôn để tập trung cho các cuộc chiến. Lúc đó, linh mục Valentine ở thành La Mã cùng thánh Marius đã chống lại sắc lệnh của hoàng đế và vẫn lén lút cử hành lễ cưới cho các đôi yêu nhau. Khi bị phát hiện, linh mục Valentine đã bị bắt và kết án tử hình. Buổi chiều trước khi ra pháp trường, ông gửi tấm thiệp Valentine đầu tiên cho cô con gái của viên cai tù Asterisus, người thiếu nữ mù lòa bẩm sinh đã được ông chữa lành bằng phép lạ trước đó. Nói rằng ông cảm ơn cô về tình bạn, tình yêu mà cô đã dành cho ông. Phía dưới ông ký tên Florio Valentine. Thông điệp này được viết vào ngày 14 tháng 2, cũng là ngày mà ông bị hành hình. Cũng từ đây, ngày 14 tháng 2 được các đôi yêu nhau gọi là ngày Valentine để nói lên chân lý tình yêu là bất tử, không gì có thể ngăn cách được tình yêu. Thánh Valentine đã trở thành vị thánh bổn mạng của những lứa đôi người ta kỷ niệm ngày này bằng cách gửi cho nhau những tấm thiệp và tặng cho nhau những món quà truyền thống là hoa hồng và sô cô la. Tiếp theo là tới màn hỏi đáp siêu kinh điển, sẽ khiến các bạn phải gật gù đấy, chính là tốt nhất những cái nhất trong ngày lễ tình yêu đầy lãng mạn này. Một, các bạn đoán xem vào ngày lễ tình yêu, ai sẽ là người vui nhất? Tiếp, tắt, tiếp, tắt, tiếp không phải mấy cô, mấy chị, mấy em được tặng quần là áo lụa, đồng hồ Kati, xe sang 8 tỷ đâu à nha, xin thưa, còn ai trồng khoai đất này, chính là mấy anh chị em cô bác, bán bông hoa sô cô la, thế cho nên từ tối hôm 13 trên các con đường và những nơi tập trung đông đúc con người ta, đã thấy những sạp hoa mọc lên hai bên đường. Bình thường một bông có vài nghìn, mua hai còn tặng một, giờ một bó chừng chục bông mà 200 nghìn lận. Đã vậy, nhanh tay thì còn, chậm tay thì vẫn phải còn, hỏi rồi chẳng lẽ không mua, bạn gái đang đứng kế bên nhìn, móc túi, à quên móc bóp ra thôi tặng hoa quà xong rồi thì dĩ nhiên phải dắt người yêu đi ăn rồi kính thưa các loại trà sữa món uống quốc dân hiện nay chủ quán đã phải nhọc lòng thức dậy từ hai ba giờ sáng để chuẩn bị cho ngày trọng đại này nên doanh thu cũng không phụ lòng cứ thế mà tăng gấp đôi gấp ba có khi là gấp năm 10 lần luôn đến tiền gãy tay là có thật đó các bạn ạ à. vậy 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 còn ai sẽ là người bận rộn nhất vào ngày 14 tháng 2? các bạn sẽ không ngần ngại mà trả lời cũng chính là các vị tiểu thương chủng chỉnh đầy tiền ở trên chớ còn ai khác được Xin thưa, không phải đâu các bạn, bận rộn nhất không ai khác hơn ngoài những FA có kinh nghiệm hay còn gọi là tổ độc thân có thâm niên, kế hoạch phải nói là đã lên từ tận 2 tuần trước, nghĩ xem mình sẽ bận gì đây, tôi bận rộn lắm, công việc đầy ra đấy, hôm đó có hẹn với khách hàng rồi, bận đi công tác rồi, xếp giao dự án mới rồi, không có thời gian mà yêu đương nhảm nhí. Điện thoại liên hệ phải nói là lúc nào cũng trong trạng thái bận. Ừm, thì tổ độc thân bận thiệt mà, đang lên hỏi chị Google xem làm cách nào để cầu mưa. Mưa đúng ngày 14 tháng 2 thôi, hay nước mặt lên trời xin cho ngày 14 tháng 2 chỉ có 12 tiếng thôi. Ba, Vào ngày này ai là người khổ tâm nhất, thấy mặt đặt tên luôn, chính là mấy anh chồng được vợ giữ dùng hết của cải tài sản tiền lương tiền thưởng, phải nói là cứ lùng bùng lỗ tai từ mấy ngày trước rồi, không tặng thì không được, sẽ bị nói là vô tâm, thờ ơ, mấy người hết yêu tôi rồi, hay mấy người có con khác rồi, rồi còn bị so sánh với người khác, chồng người ta tặng túi sách cả chục triệu kìa, còn tôi một cái bông còn không có. Giờ lấy tôi được rồi thì không cần lấy lòng tôi nữa chứ gì, vậy mà ngày xưa dám hứa với tôi anh sẽ mang lại cho em niềm vui và hạnh phúc cả đời. Mà tặng thì lấy đâu ra tiền để mua, có đồng nào trong người, quỷ đen cũng mới bị tịch thu mấy hôm trước chưa đâu tặng hoa thì nói mua hoa chi phí tiền có ăn được đâu để mấy hôm héo queo tặng quần áo giày dép váy áo thì chơi mua không đúng ý quê mùa chọn màu gì già chát u là trời ngó xuống mà coi thiệt là khổ tâm mà vậy còn ai sẽ là đối tượng tội nghiệp nhất vào ngày này chính là nhóm trẻ em chưa qua tuổi trăng tròn nhóm đối tượng bị bỏ rơi bị gửi cho ông bà họ hàng cô bác gần xa vì bố mẹ bận một chút có được đi theo cũng chỉ là đối tượng phụ họa làm nền cho nhân vật chính không được phép có ý kiến, hôm nay không phải là ngày của mình, đã không được tặng quà, không được ăn món mình thích, lại cũng không được chơi trò chơi gì, vị trí số 1 cũng tạm thời bị chiếm mất, hay ra, Tết thiếu nhi sao lâu tới quá đi thôi. Năm, Bạn tiếp tục dùng bộ ốc siêu phàm với IQ vượt trội để đoán xem, nhóm đối tượng nào là người mệt mỏi, thân xác trả trời nhất vào ngày này. Với tinh thần trong sáng như đêm rằm, tôi xin mạnh dạn phát biểu, chính là các cô chú làm công tác vệ sinh, vì rác ở khắp nơi, số lượng tăng lên chắc phải tính hàng tấn, không mỏi tay quét rồi hốt mới là lạ. Tiếp đến là các nhân viên phục vụ và các bác bảo vệ tiêu chuẩn Việt Nam làm việc tại các hàng quán ăn uống, khu vui chơi giải trí khách ra khách vào nườm nượp, lượng người tăng lên, nhu cầu tăng lên. Cái gì cũng tăng lên gấp đôi gấp ba, hai tay hai chân hoạt động hết công suất luôn, còn không kịp ngồi xuống uống miếng nước xả hơi nữa chớ, mà không biết lương có tăng được miếng nào không đây. Đã vậy còn phải bị ăn cẩu lương một cách không tự nguyện nữa chứ. Mẹ ơi, con đói bụng, con muốn về nhà. 6 Ai có IQ cao xin đoán dùng xem vào ngày 14 tháng 2 nơi nào tập trung đông đúc tấp nập và rộn rã nhất, quy tụ được cả nhiều dàn những tài năng nổi bật và tạm thời chưa nổi bật của giới showbiz ở tất cả mọi lĩnh vực từ ca sĩ, diễn viên, người mẫu, MC, chuyên nghiệp và thực chưa chuyên nghiệp không chỉ vậy còn có những con nhà giàu chăm anh thế tiệc đẹp trai xinh gái học giỏi và đòi hỏi rất cao không nơi nào khác chính là mạng xã hội ngày này kể cả những người kín tiếng lâu ngày ở ẩn nhất cũng vội vàng mà tham gia vào đại hội khoe khoang với ba tiêu chí nơi chụp phải sang quà phải xịn da mặt tóc dáng phải mịn bên cạnh đó còn có một đội ngũ hóng hớt với số lượng lên tới hàng triệu người đã mài sẵn móng tay để sẵn sàng cào phím liên tục ngay trong ngày ôi thật là nhộn nhịp không có gì bằng cuối cùng bảy có nơi đông đúc thì cũng phải có nơi vắng vẻ nhất đúng không bạn hãy lấy tay gãi cầm mà cẩn thận suy nghĩ xem chỗ nào vắng vẻ nhất bạn hãy nghe đoạn độc thoại sau đây Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Số máy quý khách. Tút tút tút. Gần 11 giờ rồi, sao bọn nó còn chưa về? Sợ ma chết đi được, định đi chơi không về luôn à? Hừ không về, tao đóng cửa, vẫn mở đèn, đi ngủ. 11 giờ, chú quản lý cũng đóng cổng, chủ nhà cũng khóa cửa thôi, ai không về ráng chịu, còn ai sợ ma cũng phải chịu luôn. Hu hu. Câu này ai muốn đoán sao đoán nha, nhớ comment là nơi nào bên dưới cho mình nha mọi người ơi có một ngày lễ tình yêu mà cũng nhiều vấn đề quá mọi người nhỉ nhưng đây mình cũng xin chúc tất cả mọi người ngày lễ tình yêu vui vẻ chúc những bạn đang yêu nhau những đôi đã thuộc về nhau vẫn sẽ mãi mãi yêu nhau cùng nhau nắm tay đi qua những cái ngày 14 tháng 2 của 30 năm 50 năm sau 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 đó nữa còn những bạn chưa yêu ai hay chưa có ai yêu thì học hỏi rút kinh nghiệm trước chuẩn bị sẵn sàng để khi đúng thời điểm gặp đúng người rồi thì mạnh dạn nắm lấy tay người ta các bạn dễ thương và đáng yêu ơi nếu xem video thấy hay giúp mình subscribe like và share với nha chân thành cảm ơn